Mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một sản phẩm mới được ra mắt nữa. Đó là cái sản phẩm tay nắm. Cái tay nắm này mình thiết kế có một điểm khác biệt trong những tay nắm thông thường như trước đây. Chắc là anh em trong nghề tattoo ai cũng sẽ hứng thú về nó, bởi vì nó giúp chúng ta tiện lợi hơn và trong thao tác lẫn cả chuyên nghiệp hơn. Có thể tùy chỉnh biên độ kim ngắn và dài. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cái thông tin của sản phẩm cũng như cấu trúc của nó như thế nào. Sản phẩm này mình đặt tên cho nó là Auto Rip. Thì các bạn cũng thấy nó đúng như cái tên, nó có thể tùy chỉnh được biên độ kim ngắn dài nhưng sử dụng kim thông thường. Còn về vật tư thì mình áp dụng cái vật liệu bên trong của cái cấu trúc Auto Rip này bằng chất liệu SUS 304. Và bên ngoài vỏ áo thì mình áp dụng bằng hợp kim nhôm Mitarium 6061. Và điều đặc biệt áp dụng theo cái cấu trúc mà giữ đầu ngồi bằng collet. Nó sẽ giúp cho mình siết cái đầu ngồi với độ cong, định vị một cách chắc chắn, không bị lay chuyển. Như các bạn thấy ở vị trí của cái đầu ngồi nhựa thì mình setup theo cái cấu trúc collet. Nó được cắt rãnh để khi ta đưa cái đầu ngồi vào và càng siết sâu thì nó có độ cong, nó sẽ càng được chặt hơn, giúp cho chúng ta có thao tác một cách đơn giản và thuận tiện. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái tính năng của nó. Thường thì những cái tay nắm khác á, thì nó sẽ không có được cái chức năng là mình xây tùy chỉnh kim để giãn nở cái biên độ kim ngắn và dài. Chỉ cần mình xây di chuyển biên độ kim ngắn dài tổng thể mặc định của cái tay nắm theo thông số là 4.5 mm. Thì bởi vậy khi ta setup á, thì ta setup về cái tâm hôm để cho khi mà mình muốn dao động cái biên độ ngắn và dài thì mình chỉ cần tùy chỉnh cho đúng cái cự ly mà mình cần thôi. Các bạn cứ tưởng tượng ở đây nó giống như là một cái tay nắm của Chen Yen. Trong khi Chen Yen nó xài một loại kim ngắn gọi là kim cartridge. Nhưng mà mình được lợi thế hơn là mình xài cái tay nắm này nhưng áp dụng với lại kim thông thường vẫn được. Đó là điểm ưu thế của tất cả các thiếp, hầu như là ai cũng mong muốn cái điều này. Và mình nghĩ cái sản phẩm này là anh em trong artist ai cũng thích nó. Bây giờ mình sẽ tăng cái chu kỳ kim biên độ dài lên. Mà chỉ được xay. Đó, mình xay thì nó sẽ có cái từ bậc cho các bạn cảm nhận. Các bạn thấy cái chu kỳ kim nó dài hẳn ra. Các bạn thấy nó rất thuận tiện, nó giúp cho chúng ta quản lý control được trong quá trình mà mình thao tác thực hiện tác phẩm như cái mong muốn là cái độ ngắn dài của kim như thế nào. Và thật sự cái loại tay nắm Autoclip này, cái cấu trúc nó mình thiết kế nó rất là phức tạp. Nếu mà các bạn thấy được cái nội tiết bên trong, cái cấu trúc nó như thế nào thì các bạn sẽ cảm nhận được cái ý đồ của mình và thật sự là nó khó khăn như thế nào để mình hoàn thiện cái tay nắm này. Tất cả thông tin về giá cả cũng như về thông tin kỹ thuật hướng dẫn sử dụng, các bạn vui lòng truy cập vào website tattoosupply.vn. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem qua cái đoạn video clip giới thiệu về sản phẩm này. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip sau.